Ok, hôm nay anh em, hôm nay thì tiếp tục con game mới. Game này có tên là God of Digashield. Digashield là cái gì đó, gốc rễ của một cái cây thụ thần. Thì trong mấy cái tiểu thuyết viễn tưởng ở phương Tây rồi á, anh em chơi mà Elden Ring hay là God of War gì chắc cũng biết đến cái cây này rồi. Cây này như là một cái cây thụ thần. Nó là một cái cây thế giới sự sống rất là khổng lồ luôn. Gần như là toàn bộ thế giới sẽ sống xung quanh cái cây này. Gọi là cây thế giới đi. Igasil. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game nói về cái cây này, gốc rễ của Igasil, gốc rễ của cây thế giới. Đây là mình có thể là xây dựng cái khu định cư, khám phá cửu giới chính vương quốc đó. Gọi là cửu giới, thu nhập hiện vật và nâng cấp các tòa nhà của bạn để đạt đến cái đỉnh cao mới. Một trò chơi xây dựng nhưng mà phong cách roguelike. Dạo này rất là nhiều thể loại như thế này luôn, building nhưng mà roguelike. Trước đó tôi cũng chơi một vài con rồi, gần đây có một con cũng khá là hay thể loại này, vừa mới ra mắt chính thức là Game Tone đó. Đây đây là con này cũng mà thể loại xây dựng nhưng mà roguelike. Coi thử trailer game này ha. Our world was alive once. Thế giới của chúng Or tôi so đã the sống một stories lần say. None of us remember what life was like đó. before Đây là cái sự Ragnarok. kiện kết nối gốc, giống là anh em chơi God of War The rất War of the quen mấy Gods cái này has hết này. ruined everything. Chiến The tranh của world tree những cái chư shattered, thần thì đã phá hủy tất tearing cả cái này realms rồi, apart. thế giới bị chia nứt, vương quốc And thì bị from that sẽ chia ruin, năm xẻ the bảy. À endless void Ginnungagap returned. And thì cái swallowed sau sự kiện này thế everything giới sẽ that trở thành cửu remained. giới luôn. Đó, đây là cái cây của chúng ta nè, Here, cây thế giới nè. against all odds, we're shielded from Một its lần nữa nó hunger. sẽ trỗi dậy một We're tấm free to khiên để bảo live, vệ loài người, to grow bảo strong and vệ tất cả thrive sự under sống, the protection những of mầm the non world phát tree triển. sapling. But have you ever wondered if there's more out there than this little haven? What if other shards of the world tree survived? What if we're not the only ones left? What if it's up to us to put our lost world back together again? Chúng ta sẽ mất một thế giới một lần nữa hay là nó sẽ tái sinh lại? Đây, game này thì sẽ ra mắt vào ngày 25 tháng 1 sắp tới. Dev thì đã đưa lên cái bản chính thức gần đây rồi, cách đây cũng nửa tháng rồi. 25 tháng 1 là ngày thứ năm mà. Thường mấy con game mà bom tấn sẽ phát hành vào thứ tư thứ năm. Game này của nhà phát hành vẫn lập trình viên là Manavoy Indie Alisum á. Nhà phát hành này cũng có một vài con game tôi thấy khá nhiều. Đây con này nữa nè, này vẫn chưa ra mắt thẻ bài, con này thì cũng khá là nổi tiếng này đó. Thể loại đánh cờ nhưng mà đấm nhau là chính. Game này hình như là tôi cũng có nữa nhưng mà chưa có chơi lần nào cả. Thể loại đánh cờ nhưng mà kiểu mà solo tay bo dạng mà fighting nè, do nó là đánh mạnh nhiều yếu tố PvP nên cũng ít có thời gian chơi. Anh em là chắc cũng biết chơi cờ vua phải không đó. Rồi nó đánh mà con xe ăn rồi. Nhà phát hành này cũng chỉ có một vài con game như thế này. Fit Manager, game này thì tôi chưa biết, ra mắt cách đây cũng 7-8 năm mày, mid-ship đó. Nhưng mà trông cũng khá là thú vị đó chứ. Chắc là thay đổi quản lý thôi, nhưng mà nó chưa cân bằng cho lắm. Dạng mà này chắc là idol rồi, dạng chơi máy á. Có không ta? Không, không có chèo máy, nó chỉ là tiến triển nhiều vậy thôi. Quản lý cuộc hành trình của bạn. Rồi hôm nay chúng ta sẽ chơi thử con gốc rễ của thụ thần, cây thế giới. Phiên bản sắp tới ra mắt vẫn là Early Access nha. Early Access này thì kéo dài tối đa là 6 tháng, nhưng cũng có thể lâu hơn, tùy vào cái phản hồi của những người chơi trước đây. Chúng tôi sẽ không có kế hoạch tăng giá trong cái thời gian đó. Rồi thì vậy nên là anh em có thể, một là quyết định mua luôn bây giờ cũng được, còn hai thì chắc ăn nhất anh em mà không có thời gian chơi sớm thì có thể chờ con game ra phiên bản đầy đủ luôn ngày mua. Do cái trong cái quá trình đó thì họ hứa là không có tăng giá này. Đây, chúng tôi không có kế hoạch tăng giá dần dần nào. Trò chơi cuối cùng thì sẽ được bán ở hoàn chỉnh ở phiên bản giá cao hơn một tí. Tức là vẫn có tăng giá nha, nên anh em cân nhắc. Game này dạng nó thẻ bài xây dựng roguelike, đồ họa nó thì cũng nhìn là mức ấn tượng đó, rất là đẹp luôn, không đến mức gất, nhìn ở mức đẹp thôi. Cái này chắc cửu giới của chúng ta quá.
Rồi, vô chơi thử còn sao. Game này cũng lượt follow khá là cao đó, nên tôi đặt kỳ vọng vào nó cũng khá là nhiều. Hy vọng chúng ta thì có một con game mới để chơi là được. Khoảng 2 tuần nữa game mới ra mắt, nên anh em bây giờ coi thì tôi cũng không biết là mai mốt thì có nên đăng lên luôn không. FPS ổn định, âm thanh ngon nghẻ, camera thanh xuôi. Setting cũng tương đối đơn giản nha. Kích cỡ hội thoại tuôn tiếp, tuôn tiếp, cái này chỉ là kích cỡ thôi. Rồi, setting cũng tương đối đơn giản. Đồ họa rất là đẹp, FPS cũng ổn định luôn. Một con tàu vươn ra tìm được một cái vùng đất mới. Tàu này thì phong cách của người Viking. Nhìn kỹ đồ họa cũng đẹp chứ. Bây giờ nơi này thì rất là hỗn loạn. Chúng ta thì chưa có đến nơi ở gần, đang rất gần cái điểm đến của mình rồi, nhưng mà hiện tại là không còn nguyên liệu để tiếp tục di chuyển nữa. Đừng quá lo lắng về điều này Thagat. Tôi sẽ tìm cái tín hiệu nhiên liệu từ những cái mà đất đai ở đây, tức là nhiên liệu của mình là mấy cái cây cỏ ở đây đúng không ạ? Đó là sắp linh đó. Sắp linh này là cái gì ta? Mình chỉ có chúng ta chỉ có cái lựa chọn duy nhất là sẽ đổ đầy cái nguyên liệu ở đây thôi. Chắc mục đích đến của mình là ở bên này nè, nhưng mà chúng ta chỉ mới đi được đến chỗ này nên chẳng phải là chuyến hành trình đi qua đây dần dần. Rồi bây giờ mình sẽ chia ra là tìm kiếm kiếm cái nguồn nguyên liệu đó thôi. Nhân Madam, đây là cái camera hướng dẫn của mình đúp AD hả? On chuột phải để kéo để xài. Ok, được quá ha. Nhưng mà sao cái cảm giác như cái màn hình nó đóng bụi vậy? Không biết anh em có thấy không chứ tôi nhìn vô cái đất cây này khá đóng bụi nè. Đây là cái con tàu của chúng ta nè. Hành trình thì mục tiêu là đi đến cây thế giới ở đây. Đây cái sự kiện ra nó gốc á đã có thể phá hủy được cái cây thế giới rất nhiều rồi. Cây thế giới đã bị chia nhỏ ra thành nhiều mảnh, vậy là cái cây nãy không phải cây thế giới rồi. Nhưng mà cái sắp linh này thì vẫn là rất là đầy đủ cái nguồn sức mạnh của nó, chắc là mình sẽ nuôi dưỡng nó thôi. Chắc là lỡ kiếp cái gì vậy, thôi xây ra một cái nhà vô thám ở đây thôi. Đây là cư dân của mình có 5 cư dân. Rất vui, vui một cái cạc và cái thẻ bài trên tay mình khi mình đạt đủ cái cư dân ở đây. Cái cư dân của mình thì sẽ có thể phát triển lên bui cái nhà để tăng thêm số lượng đó. Mỗi năm cư dân thì mình sẽ mở thêm phá thêm được một cái cạc nữa. Bên này là cái kho chứa hàng của mình. Súp đi thì mình là những cái cạc mình có thể lay, tức là mình xây thêm nhà thì có dân, mình cho dân làm cái việc gì đó thì giống như chơi một cái thẻ bài. Thì khi chơi cái thẻ bài á là dân đi làm việc, tức là mình sẽ tốn cái nguyên liệu như cái đồ ăn thức uống nào cho dân. Nên cái điểm này giống như là cái điểm mà action point của mình đi. Đây, sử dụng cái cạc này, sử dụng quy de để xây cái công trình đó. Nhà này thì cửa ở đâu? Hình như tôi xây ngược rồi đó anh em ơi. Xây đủ 5 dân đã. Phan cái nhà này nó là hướng như thế nào vậy? Đây hướng ra mới đúng, cái nhà này lỡ thì hướng vô rồi cũng không biết sao luôn. Ok, cái căn nhà của mình xây dựng thì đã tăng cái dân số lên.
Nguy và dân số đã được tăng cao, mình sẽ được một cái phần thưởng nào đó. Cái ba gác là dạng như cái chòi, chòi canh vậy đó. 5 trên 5, bấm vô đây. Mình đã được phần thưởng nha mới. Ba gác là cái lò đào tạo chiến binh quá. Đây, cái này là chỉ số thực chiến của mình. Hiện tại cái chỉ số chiến đấu của mình, cái chiến đấu này dạng như là cái lực chiến vậy. Cái lực chiến càng cao mình có thể sử dụng nó đi khám phá những cái nơi gần hơn. Bên cạnh cái house building là căn nhà của mình. May sẽ là cái lực chiến này sẽ đi khám phá thế giới. Bây giờ là như chỗ này nó có 10 lực chiến để khám phá nè, nên chắc mình sẽ luyện cộng 5 may. Tài nguyên của mình phải đủ 13 tài nguyên nữa, bây giờ hết tài nguyên rồi nên phải đi khám phá đây. Đội vô A8 này đã được gửi đến để khám phá cái vùng đất, khám phá cái vùng đất này. Việc chính xác sẽ là kết thúc trong một cái tool. À, bấm vô đây hả? Để hoàn thành tool thì mình sẽ nhấn cái nút ở dưới cùng bên phải của màn hình là đây nè. Rồi, nói chung là mình hết tool thì bấm vô đây. Ok. Bây giờ mình lại có 120 lương thực. Nâng cái số dân lên đã. Mở ra được cái vùng đất mới rồi thì sếp nhìn nè, trông giống như là không phải chỉ có chúng ta ở đây thôi. Đây là một cái đoàn lữ hành may á. May là đâu phải cái này thôi. Bây giờ tìm coi họ có cái tài nguyên vô nghiên cứu rồi. Đây là cái đoàn lữ hành, nên lóc được cái mỏ khai thác than hả? Ok. Dân làng ở đây cũng tốt bụng quá ha. Thường thường là nó bê mình luôn á. Rồi. Bây giờ bắt đầu nghiên cứu và phát triển cái khu công nghiệp của mình. Nó sẽ tăng cho cái kho chứa hàng của mình và cái lực chiến này. Hiện tại mình mới có hai chỉ số này thôi. Ok. Bây giờ nhiệm vụ của mình là bui xây dựng gần cái cây này. Xây dựng được chưa? Mình có 57 tài nguyên nên xây là ba cái nhà thì 45, còn lại 12. Lấy gỗ nè. Cái này thì lấy đá. Thì khi mà mình phát hiện ra một cái khu vùng đất mới này đó, mình cũng không có được thể mà xây dựng nó ở trên mà cái quá cao. Tại sao? Mình cần phải tìm một cái đường lại đó. Ok, giống như một cái là cái cơn dốc xuôi xuống hoặc là một cái đường dẫn lên như cái cầu thang. Tức là nó nằm ở đâu bên này nè. Chứ bây giờ mình chưa qua đó được. Hiểu rồi. Là ở đây cũng có đá nữa, nên đặt ở đây thôi. Xây thêm cái lực chiến. Mình đã xây một cái công trình mới quá gần cái công trình cũ. Nó sẽ sâu cái đường đỏ ở dưới. Ok. Nên đặt cái công trình ở chỗ khác ha. Quá gần cái đó. Bây giờ có 19 lực chiến thì chúng ta đã đi khám phá được điểm này.
rồi. Mình bây giờ phải cẩn trọng mà trong cái quá trình xây của mình. Cái cộng 5 là cái gì đó? Rồi mình có thể check xem mà cái nhu cầu cụ thể cần thiết cho cái công trình đặc biệt đó bằng cách xem cái card này. Là sao? À, phải có tối thiểu 3 căn nhà xung quanh đã. Thì tôi cứ xây thôi, bắt ép cái gì? Từ từ nâng cái này sao? Khó khăn. Hiện tại chúng ta end tour chưa đó. Chắc end tour thì sẽ có tài nguyên mới vậy thôi. Trên 10 chúng ta nhận được cái phần thưởng mới, đó là thu nhập mấy cái quả bài. Mình đã phui cái bộ bài của mình rồi, để kể từ bây giờ mỗi lần mình nhấn vào cái tool á sẽ đít cái lượng bài trên tay của mình và thêm 3 cái lá bài mới trong cái bộ bài này. Nếu như cái bộ rút bài là gỏng á thì cái bộ bài sẽ xào về lại một lần nữa. Bộ bài mình càng nhiều á thì có thể càng thêm cái lựa chọn mới. Rồi ok. Bây giờ 15 vẫn phải nâng cái thực lên. Cuối cùng chúng ta đã đến được cái đường lên cái cây thủ thần này rồi. Bây giờ thì làm gì? Mình phải làm cho nó nở ra cái cây này nó nở ra hả? Nó thì cần cái nhà Amenity này. Cái nhà này là cái nhà gì? Để tôi Google dịch đây. Tiếng Anh Amenity. Cái nhà này, cái nhà tiện nghi, công trình tiện nghi. Như là cái này giống cái quán ngủ á ha. Chắc là lên 15 thì sẽ cho mình cái đó. Hiện tại mình còn 4 thực với 9 công thôi, không có xây được cái gì cả. Nên chắc hết luôn. Cái này là cái gì ta? À, dạng như là phân bổ lương thực vậy đó. Thẻ nó chỉ chơi được một lần. Bây giờ mình còn mấy chục thực này, chắc xây thêm cái nữa. Để không biết xây cái này nó dính vô dách chi phí quá à. Đáng lẽ xây cái này phải xây ở giữa giữa. Nhà này ba gác à. Bốn thực, cái thực này là từ những cái nào mình có thể tính được không? À đây, cái mỏ đá của mình là 5, còn cái cây như mình chỉ đào được một đá một lần hay gì à. Mình chỉ đào được một đá một lần thôi. Mình đâu còn chỗ nào khám phá nữa không? Nên chắc không cần đâu. Cứ tập trung xây cái nhà này trước đã.
Bây giờ còn 5. Tuần sau nữa là chúng ta đủ rồi. Đây. Bây giờ chúng ta đã có ba cái lựa chọn. Một là cái khu diễn tập 15 thực, nhưng mà diễn tập tăng thêm một cho mỗi người dân của mình. Tức là bây giờ mình có thể tăng 15. Cái này cũng vậy luôn hả? Cái giếng nước cộng 3 thực. Lấy giếng nước đây. Mình chưa có thẻ giếng nước đó nên chắc hết tôn thôi. Xây ba cái nhà gần cái này mới đặt cái này xuống được. Cộng 54. Cộng 59, xây cái đó thì tăng 5. Rồi, tuần sau nữa thì chắc đủ. Đây. Bây giờ xây được cái nhà tiện nghi. Rồi, ok, đã hoàn thành cái việc nạp nhiên liệu của mình. Tốt lắm tất cả mọi người. Dân gì mà đẻ sinh sản liên tục vậy ta? Theo những dữ liệu này thì cái Ganagot đã mất đi cái sự tôn nghiêm vốn có của nó. Bây giờ chỉ có hai cái đường thôi. Một hoặc hai cái hòn đảo. Làm sao ta? Không nên lãng phí thời gian đây. Tiếp tục lên con thuyền đi, lên con thuyền đi về phía mà sương mù cũng tối. Bây giờ có nên chia không ta? Đi luôn hả? Công sức mình xây dựng hay giờ. Đây là cái chuyến hành trình của mình đang ở đây. Mình có thể đi qua trái để lựa chọn là bỏ một cái cạn. Bây giờ có thể đi qua bên trái hoặc bên phải nè. Dành thời gian để khám phá một cái nhà thờ nhỏ ở cái mà cây thế giới này. Đi thứ này. Mình có thể chọn cái thẻ để nâng cấp 10 thực 3 dân cộng 5 thực cho mỗi nhà. Cái này cộng 3 thực cho mỗi nhà nhưng mà cái này đắt gấp đôi cũng được. Cái đồng hồ của mình là cái nào ta? Thôi hiện tại thì chưa biết gì mua một kẹt sao nên tiếp tục đi thôi. Bây giờ mình sẽ học được cách sử dụng những cái kẹt action. Đây. Đi đến cái chỗ này thì tốn nhiều nhiên liệu quá. Cái nhiên liệu nó để đâu ta? Mình cần phải sạc cái cây, hai cái cây này mới đi được đến cái hòn đảo kế tiếp. Đừng lo lắng, Sina. Sina là anh niên này, em này tên là Lip. Tôi đang phát hiện được rất là nhiều tín hiệu ở trong cái khu vực này. Rồi đi thôi. Đây, cần phải hai cái cây, tiếp cận được hai cái cây này luôn. Hiện tại vẫn là xây nhà trước.
Nhà thì nên xây ở mấy cái chỗ mà như thế này đi. Hai chục thực thì mình có thể xây được một cái giếng nước. Tiếp theo là 15 thì mình có thể xây là 10 này. Xây có mỏ đá đã. Bây giờ thì chắc do anh luôn á. Tuần sau mình đi khám phá cái điểm đó. Lựa chọn cái phần thưởng. Cộng 3 chiến đấu cho mỗi cái nhà này khó ngập. Mỗi lần mình chơi cái lá này nhưng mà cái 5 điểm đỏ này là sao ta, không biết nữa, thử à. Rồi nó tuôn thôi, nhưng mà cái này nó có giới hạn gì không? Đây mình không có chặt cây được. Hai mươi sáu điểm lực chiến quá đơn giản. Bây giờ mình cái lá giếng nước của mình đâu đây? Đục cái lá giếng nước nó lên. Tiến nữa đi, xây ở đây thì nó mất đất lắm, có xây thì tôi sẽ hướng nó qua đây. Khó nghe à. Tiến nữa đi, nào cần đó. Giếng nước thì mình có rồi. Cái nhà này, cái nhà tiện nghi á. Lấy cái này. Rồi con. Mất tiêu cái lá giếng nước khủng quá. Gỗ thì mình không cần, đá thì mình có hai cái cục đá thôi. Ừ, khám phá chuyện này. Cái gì đây? Mưa hả? Mưa thì mình sẽ ảnh hưởng đến một cái khu vực này, không thể mà đi khám phá lên đến đó được nữa. Nó là một cái vấn đề lớn đấy. Bui một cái o vua Sati là cái gì để tiếp tục? O, B, C, A, Togi.
một cái trạm quan sát, trạm thiên văn đây. Trạm thiên văn thì sẽ tạo cái điểm mà sáng ốc này EITG. Là cái điểm gì? Không biết, nói chung là cái điểm E mỗi tôi đi. Gọi là cái điểm ma pháp hay là điểm tầm nhìn gì đi. Sử dụng để bôi các công trình liên quan đến cái chủng loại này, sử dụng để thay đổi cái định mệnh của mình á, bỏ một cái gáp sình cạc vô mà cái nhà này. Không có mỏ đá, mỏ đá chỉ có hai mỏ này thôi, khu này cũng không mở được. Chắc là làm cái gì đó đủ ba nhà đó. Thì nhà mà như chơi xếp hình nhá, thiệt. 15 này mình khám phá được cái điểm đó luôn. Bây giờ mình hết thực rồi, nhưng mà mình có 5 điểm này. Hai chục điểm đó thì mình mới được một cái như thế vậy. Thôi hết tuần thôi. Bên này có cái gì nữa đây? Nhìn về phía bên phải nè, chúng ta có nhìn thấy một cái điểm Eticonet gì đó. Nó nằm giữa hai cái nguồn năng lượng như cái cây. Cái này đó. Chẳng sao. Không hiểu cho lắm. Cái này không tốn điểm mà. Không tốn điểm thì cứ nói thoải mái luôn.
Bây giờ có cái điểm thợ rèn thì hai cái nhà này mình sẽ xây lên được là 20 thực mỗi tuôn. 20 thực là cũng cao lắm á. Thực chiến thì chưa cần, cái nhà này có rồi, mấy cái nhà thợ rèn thôi. Bây giờ đi luôn được rồi đó hả? Tiến trình của mình thì bây giờ đã luôn, bây giờ chỉ có đường đi một thôi. Đợi tí đã, Sinh Nam. Cái nơi này chúng ta cần phải nói là sao? Chúng ta cần phải làm cái điều này á. Bây giờ nhiệm vụ của mình là bui một cái nhà xanh. Không có nghi ngờ gì về cái điều này. Điều này là cái điểm mất tích đó, cái điểm đánh dấu đã bị mất trong cái lời mà dự báo trước. Đây là cái vùng đất duy nhất mà được bảo vệ khỏi cái mà sau cái trận chiến của Gatnagakok không bị phá hủy cho nó. Ở đây có 25 cái gỗ nè. Bây giờ mình phải sửa chữa cái khu này thôi, gọi chính xác hơn là khôi phục á. Một trong những cái nơi duy nhất trong cửu giới mà chưa bị phá hoại. Game này nó làm cái màn hình đục đục làm sao á. Anh em nhìn thấy đục không? Tôi không biết nữa. Nhưng mà tôi chơi thấy nó rất là đục luôn á. Đổi thử tấm hình nền để thấy không? Ở ngoài không có gì, chỉ có con game nó mới bị đục thôi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là bui cái penthouse á. 50 trên 25. Cái này gốc rễ của cái thụ thần của mình. Mình đạt được cái nhựa thôi. Bui cái workshop. Ta-da. Nó chê mình là xây xấu, không có mang tính là trang trí nghệ thuật gì hết. Cái này là cái máy vòm lobby nè, trông nó rất là bí bức tù túng luôn. Rồi xây có là được rồi, bây giờ sinh tồn mà rồi đẹp nữa. Đây là dạng bắt đầu mình vô cái cây kỹ năng đúng không? Đây là cái gốc rễ của cái thụ thần, mình sẽ mở rộng nó. Nhấn nó giữ. Thì nâng cấp thành công cái nút đầu tiên của cái thụ thần mình rồi. Mình bây giờ phải thu được cái năng lượng cần là cần hạt cái cổ thụ này. Từ một cái nhánh thì sẽ của cái cổ thụ á. Tốt nhất là cần một cái bàn workshop đi. Mình cần phải thêm rất là nhiều năng lượng nữa để bui được cái bàn workshop. Cái này à. Sinh ra em này là dạng như chiến binh là đẹp nhất này đó.
Bây giờ mình có thể tự do là khám phá cái cựu giới này luôn, sử dụng con tàu của mình và cái đội quân của mình đi thu thập các nguyên liệu và nâng cấp là cái đội hóp. Sau đó thì nghiên cứu về cái sự thật về cái sự việc Gana gốc trước đây. Bây giờ thì ghé thăm Gen Hao. Bây giờ muốn đi khám phá là ghé Gen Hao thử. Cái này nâng cấp thì cần cần gì ta? À, một cái hạt giống màu xanh lá là cái này. New mây bui. Cái này mỗi tool thì nó sẽ cộng cho mình là hai cái lực chiến, còn bên đây là mình chưa có hạt này. Đây này hạt vàng á, bên đành là hạt vàng maxi. Thôi chưa hay màu đi, màu lá, màu lam là màu dương nữa, trắng chưa nâng được. Này 5 hộp lận. Làm sao? À, nó chỉ cuộn lên cuộn xuống cho mình thôi. Cái ghế của thủ thần nè, cái ghế này nó càng mạnh thì nó càng duy trì. Bấm vô cái đó là sao ta? Có một con quỷ trong bóng tối nó đang ngồi cười. Tiến trình mình đã được xếp rồi. Đây, đi đường này lên. Sau này tí nữa mình quay về đây. Nhận 100 lương thực hay là cộng 6 lương thực tăng thêm ta. Lấy 100 đi, tại vì 6 lương thực thì nó cũng không có nhiều cho lắm. Là sao? Nhiều thứ phức tạp quá. Bây giờ tạo được cái nguồn năng lượng không cần. Xây một cái nhà miễn phí. Khi nào nhiều nhà đi rồi mình mới xài tới cái đó. Em nhìn giống game xếp hình không? Giếng nước thì không cần, cái này thì cũng được. Tí nữa xài. Cái này thì bài mới của mình nè. Xây cái này ra là tăng thêm 10 dân liền luôn á.
Thợ rèn mình chưa có lá nào cả nên lấy lá thợ rèn đi. Rồi. Mới có 13, 13 thì xây thoải mái lắm. Còn 6 lực vẫn có thể xây thêm được. Mười sáu vẫn xây được bình thường. Thôi hết tôn đi, để tôn sau mình xây thêm. Ba thực cho mỗi một cây, đi trôi một cây á. Cộng ba thực cho mỗi một cây, đi trôi một cây. Cũng được. Hai tuần luôn á, hết đất xây luôn rồi. Trời ơi, mấy chỗ đẹp đất địa như thế này thì không có đất xây. Sao em này gắt gỏng với mình cái gì? Mày quay trở lại. Đó, mình đến đây đâu phải để gây rắc rối đâu. Chỉ là những người du mục đang tìm cách giải quyết cái mớ hỗn độn mà cái sự kiện gắt gốc gây ra. Nếu thức ăn là cái mối quan tâm của bạn thì chúng tôi có thể đủ để chia sẻ nó cho bạn. Em này thì lo lắng cái vườn cây bị phá hủy nên đuổi mình đi thôi. Siêu bi vậy. Em này cũng hơi kiêu ngạo tí đó. Tôi không cần một cái đặc ân nào hết. Để giải cứu thế giới thì chúng ta vẫn cần phải sự giúp đỡ của những người lạ mà đúng không? Đề nghị của bạn đúng là hào phóng đó. Tôi là một người phụ nữ là bị ban nịt này là đẩy khỏi cái khu dân làng của mình, trục xuất khỏi khu dân làng. Đương nhiên là phải có qua có lợi rồi. Mình bây giờ sẽ làm cái gì đây? Dẫn đường như những con chim đi đâu đó hả? Mỗi tuần thì tăng 2 lực chiến. Hay là lấy 3 thực. Thôi 2 lực chiến đi.
chiếm cái bãi này luôn đi, mất 15 lượt chiến của mình nhưng mà nó an toàn hơn. À đây có một đá nữa. Bây giờ còn 4 điểm 16 phép. Cái phép của mình 20 phép với cát đường khiêu là 2 tool nữa. Bây giờ lực chiến mình cũng hơi ít. Tiếp thôi. Hai mươi mốt điểm xây cái đó xong thì không làm được gì nữa, không ổn. Cái ba gắt này bây giờ chưa cần đâu, mình có 23 lực chiến thì mình nên khám phá hướng tây hay hướng đông đây. Cái khu này rất là trống nhưng mà khu này tài nguyên nhiều, từ từ. Bây giờ mười lăm bên này 20, nếu như mình chọn 15 thì mình còn lấy 8 phải mười mấy tool nữa mới mở được. Đây đây, dù sao cũng phải 2 tool nữa là hết. 35 thực tool sau cộng 32, nhưng mà mình hết cây rồi. Không biết trồng bên này nữa thì sau này có thêm cây không? Không, phí lắm. Này cái gì ta? Bây giờ mình có thể chọn nâng được cái nữa nè. Ba lần ghi gôn hả? Tạo ngẫu nhiên ba cái gì sụt trong cái phạm vi này. Xây thêm một cái nhà miễn phí cũng không ngon dữ lắm. Ba cục đá. Hai cục đá, thêm một cục đá nữa cũng được. Chiếm cái bãi này luôn, hai tool nữa. Mười lăm công, nó chỉ cần 8 cái điểm này thôi cũng được. Cái điểm ma pháp mình tuôn sau đủ 8 rồi, 2 công mỗi tuôn. Mình có thể là 1 2 3 4 5 10 tuôn nữa, 2 công mỗi tuôn thì nó chỉ cộng là 20 thôi. Cái này đi, dùng 8 điểm ma pháp đi. Ma pháp mình tuôn sau nó là đủ. Này xây thôi, cần phải có một cái nhà ma pháp.
Mình chưa có nhà ma pháp nào á. Thôi chết tôi rồi. Mày với cái này là 52, thiếu đúng điểm không trời gì thiệt á. Thiếu đúng một điểm thì bây giờ không cách nào để hủy mấy cái này hả ta? Mất 15 cái này nhưng mà nhận được 30 phép. 15 thực hả? Cái này là sao? Bốn tuần nữa thì khám phá cái hành trình này. Tất cả cái công trình. Trời ơi lỡ rồi. Giảm giá trong năm tuần đầu. Này là sao? Không có thuyền trưởng, vậy là mình có 4 tuần đi bên đây thôi. Bây giờ cần thêm lực chiến. Cây gì ở đây chỉ có 2 cây vậy? Hết cây rồi. Này là gì? Mười lăm chắc khám phá điểm này luôn á. 17 này tới 30 lận. Không có nhà phép nào xung quanh để kích cái tượng này. Cái tượng này mỗi tôi nó cộng 5. Cái này là rất là ngon nha. Trời ơi, giờ nó cho mình 20 cái súp đi mỗi khi mình khám phá thành công một điểm. Quá trễ rồi Cương ơi.
Dấu chấm than là cái gì? À, cái này thì không cần cho lắm. Cái này dạng như hủy thẻ của mình chứ. Không, ta lấy cái này đây, mình chưa cần hủy thẻ cho lắm. Trả về cái phút 100% trong 2 tuần. Mất gì 100% hay là mất 5 dân? Thôi, mất 5 dân không được đâu. Trong 2 tuần ghế thì mình không có cái gì đây. Khám phá luôn đi. Trên này thì 25. Mình có thêm một vài cái cây nữa nè. Cây hả? Phần trăm cơ hội nhận được một cái mà cổ vật này, 50% mất 5 cư dân, không biết được cái gì luôn. Hai cái bia này bài lên đen quá ta. Cộng một lực chiến cho mỗi dân.
128. Chết rồi. Bốn trên ba, ba trên ba. Hiện tại mình đâu còn điểm nào khám phá nữa đâu mà xây thêm mấy cái lực chiến làm cái gì. Nên chắc làm nhanh gọn cái khu này rồi đi luôn á. Rồi chúng ta xài được cái phép gì nè. Bóng tối đã đến rồi. Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng mà giọt nào. Cái gì sụt này không đặt bên đây, ngu quá, ngu quá. Tôi chưa ngu rồi. Để dạy tôi nữa coi nó làm sao. Cái này thiếu một bia nữa hả? Úp một càng. Cái càng này úp lên hẳn gì? Nó không cho con cái hiệu ứng thôi. Gắn một cái cạc lên.
Bây giờ Roger Cam của mình thiếu một cái kho mà mình không cần kho cho lắm. Bốn dân thì mình xây được hai nhà đó nè. Rút thêm hai cạc và 4 năm lương thực cũng được á. Bây giờ mình không có kho lương nữa hết ta. Không còn có mỏ đá nào chưa khai thác cả. 45 thì hơi bị khó đó. Đây. Cay thiệt. Vậy là không thể nào xây được rồi. Không biết cái nhà blacksmith này nó lại liên quan đến hai cái nhà công cụ sản xuất. Không thể hủy được mấy công trình cũ, trễ tôn trời. Rồi thôi, đi thôi. Trễ một tôn cũng khá là đáng buồn. Giọt. Game này Google mà building thì cũng thú vị quá nha. 10 tool còn lại. Bộ bài của mình đây. Tôi không biết cái lá này nó nâng cấp thành cái lá gì nữa. Được 5 hộp rồi nè. Đây mối nguy hiểm là nó sẽ thêm một cái lá bài bất hoại vào cái cạc của mình. Thấy chết rồi, chưa thấy gì hết. Nhưng mà đi đây mình lấy nguyên liệu được không ta? Thôi đi thẳng lên đấy. Mỗi lần mình xài hết bộ bài nó xếp bằng ngẫu nhiên lại thì mình nhận được 2 dân, khá là ngon á. Trừ 3 bên đây, trừ 5 lận. Migay Archon. Tìm tải đi cho nó gần. Game này đụng bất cứ cái yếu tố gì nó cũng cần tính toán cho anh ta. Hmm.
Bây giờ coi cái nào có nhất chứ đã. Cái này thì đơn giản, cái này phức tạp hơn tí. Cái này cũng hơi khó. Trăm năm mươi thật cái này hả? Chắc đi là bên này trước. Bây giờ mình để xây một cái nhà kho. Cái nhà kho của mình thì sẽ cần hai cái nhà công cụ. Hai cái nhà công cụ có thể là mỏ sắt hoặc là mỏ cây, mỏ đá. Mỏ đá và mỏ cây. Mỏ cây thì ở đây có một cái rồi. Tiếp theo vẫn cần một cái mỏ đá. 20 điểm đi bên này. À, cái này là cái dốc núi, hèn gì xây không được. Mười lực chiến cho mỗi quán bia thì cộng 3 phép cho mỗi dân. Nó chỉ cộng thôi, tôi muốn chơi cái kiểu lâu dài hơn. Mười lăm mà lấy 3 phép cho mỗi dân thì mình có thể tối ưu lên là nhiều lắm. Cái này ngon nè, cái này rất cần thiết luôn. Cái này cũng cần đó. Thớt thì mình chưa thấy chỗ nào bị ô nhiễm cả. Cái nào cũng ngon hết anh. Lấy cái đi chơi đi. Bây giờ kẹt tài nguyên quá. Quá kẹt tài nguyên luôn. Hai tuần nữa mình có thể khám phá qua cái chỗ bên này. Ba lực chiến cho mỗi nhà công cụ, hai nhà công cụ của mình xây được bên này. Bây giờ 20 điểm mình nên đi về hướng dưới này đi.
Ừ? Ba lương mình đủ lương mà. Trời ơi, cái chỗ này nó có sai. Hết thật trời, năm thật. Trong lúc mà khám phá thì sẽ gồm kết bay một mũi tuôn rồi sao? Nhanh thương một mũi tuôn đó. Không hiểu cho lắm. Cái này là phiêu lưu nè. Đó là lên được 2 luôn nè. Bây giờ phải xây một cái nhà kho đã. Chỗ này mình mở rồi. Bắt buộc phải mở đường này để đi lên. Cái chỗ này nó tới 29 lần, nó có cái gì dữ vậy ta? Hai chục lực chiến, một ma pháp, bốn dân. Ok, mình đã có cái nguồn. Một tí nữa thì tìm cách dẫn nó về. Làm sao biết mình đang cần cái tài nguyên gì để mình nhận đó? Cái sinh dương đi. Sao mấy cục đá lại bay bay như thế này? Trận này khó nha. Thiện của mình phải đủ 3 cái lận. Và còn có khoảng 5-7 tuần nữa à.
Không đủ phép nữa trời. Mở logo này đi. Nhà này cũng ngon đó nè. Nhưng mà không có chỗ xây. Ừ có nè. Rồi được. Lên tới 76 rồi. Bỏ anh tôi hết đi. Mỗi nhà công cụ. Ở đây có hai nhà công cụ. Chiến đấu thì bây giờ mình hết cần rồi. Bây giờ mình cần là cần cái đầu đá. Mình chưa có cái nào dẫn sụt về cả. Được 25 thịt thua luôn. Nó màu vàng luôn hả? Ba cái bia thì cũng đơn giản. Một cái bia nào.
Hết thực luôn hả? Trăm mười mấy luôn mà. À chưa chưa hết lượt. Còn cái gì event gì nữa vậy? Ủa đang kẹt cái sự kiện gì? Phải thiệt. Khoan. Không kiếp gai nào nhưng mà bị cái gì mới không kiếp được chứ? Không làm được cái gì hả? Giờ là bị cái gì? Béo hiểu. Bị gì đó bị gì? Nó cứ báo như thế này nhưng mà không biết cái lỗi nó nằm ở đâu. Sao? Thành phố này nó vô hồn, nó thiếu sức sống hết. Có thể tạo thêm một cái căn công trình là căn nhà nhưng mà bấm vô thì không bấm vô đâu được hết, kiếp không vô kiếp, bấm qua không vô bấm. Thôi chắc hôm nay ngừng ở đây thôi, bây giờ không có làm gì được nữa. Game này rất là đáng chơi nha. Cái lối chơi Gogulai building nhà cửa rất là thú vị luôn.